Vâng, em thử tia thử cốt cho các bác thợ xem nhé. Rồi, rất là nhạy luôn các bác thợ. Đấy. Rồi, máy 12 tia xanh, em thử đây, rất là nhạy. Máy thì gồm có 12 tia xanh nhé, có một mắt thần ở dưới và hai mắt thần ở hai bên hông. Đây ạ, em quay vòng quanh cho các bác thợ cùng xem luôn. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng các bác nhé. Máy này thì các bác thợ rất là tin dùng, rất hay mua của bên em. Đó. Vâng, chọn bộ đi theo máy thì gồm có những chân đế sau, chân đế nhôm. Đấy, chân đế này thì là chân đế bằng nhôm nhé các bác nhé, hàng tốt loại 1. Đấy, tiếp theo đó là chân đế 3 chân thấp. Đấy, các bác dùng có thể xoay trái, xoay phải. Chân đế nam châm treo tường. Cái chân đế này thì các bác làm trần thạch cao và làm nhôm kính thì rất hay sử dụng đấy. Mình treo tường, treo trần. Đấy, và một chân đế cao 1m2. Đấy, chân đế hợp kim cao 1m2. Đấy, các bác có thể tăng cao thấp tùy ý. Cái chân đế này thì rất phù hợp cho các bác sử dụng trong quá trình mình làm ở công trình, công trường. Rất là phù hợp luôn. Đấy, các bác thấy không ạ? Nó cao lên 1m2 và có thể điều chỉnh cao thấp tùy ý. Rồi, tiếp theo đó là một sạc nhanh. Đấy, đi kèm một sạc nhanh các bác nhé. Rồi, pin của nó là có hai quả pin. Pin 8500 mAh, loại pin tốt nhất trên thị trường bây giờ, có dung lượng cao nhất. Em có tháo luôn quả pin cho các bác xem đây ạ. Đấy, pin chất lượng cao thì nó luôn luôn có ngày tháng sản xuất và mã pin. Đấy, mã pin là Y0807 và được sản xuất ngày 1 tháng 5 năm 2021. Máy được trang bị điều khiển từ xa. Đó, các bác thấy không ạ? Rất là nhạy luôn. Điều khiển từ xa các bác nhé, rất là nhạy. Một thẻ bảo hành của nhà máy các bác nhé. Máy được có bảo hành đầy đủ cho các bác đi kèm luôn. Đấy. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ điện thoại trực tiếp cho bên em số điện thoại 0943 733 686. Một hộp chứa các bác nhé. Đấy, mút xốp của nó rất là dày dặn. Đây, để trong hộp đây ạ. Hộp có quai sách rất là tiện dụng cho các bác sử dụng khi mà mình mang đi. Ngoài ra thì bên em có cả phân phối cả dòng 16 tia nhé các bác nhé. Đấy, 16 tia thì nó có thêm 4 tia ở phía trên. Đấy, rất nhiều các bác sử dụng ngành nghề cần cái máy 16 tia này các bác ạ. Đấy, 16 tia đấy ạ. Hàng chất lượng cao luôn các bác nhé. Đấy. Máy 16 tia các bác nhé. Rồi, ngoài ra thì bên em có rất rất nhiều máy công cụ. Đấy, máy công trình khác nhau. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì cứ điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp bên em. Đây ạ, máy 12 tia đây các bác nhé. Đấy, em vừa giới thiệu rồi. Đấy, chọn bộ đầy đủ đây ạ. Rồi, máy mài, mài con chuột. Đấy, mài cắt con chuột đây ạ. Máy cắt gạch. Đó, máy cắt gạch đây ạ. Rồi, tiếp theo đó là máy xoa vữa. Cái máy này thì là rất hiệu quả cho các bác thợ xây đây. Rồi, máy rửa xe. Đấy, tiếp theo là máy cắt nhôm. Đấy, máy cắt nhôm hiệu Katorex. Máy cắt bàn, cắt sắt bàn. Đấy, sử dụng đá 355 mm. Rất là nhiều luôn các bác nhé. Tiếp theo là rất là nhiều máy hàn. Đây, máy hàn chuyên thợ. Rồi, máy hàn sử dụng gia đình cũng có. Rồi, máy mài bằng pin. Đó, máy khoan đục 3 chế độ, 3 chức năng. Đấy, rất nhiều luôn nhé. Máy bót này, Makita này. Đấy, Matex này. Rất là nhiều các bác nhé. Rồi, tiếp theo đó là máy cưa, máy cắt cỏ. Đấy, máy cưa, máy cắt cỏ thương hiệu Komatsu.